Lần thứ hai đóng phim điện ảnh sau 10 năm, Dương Lâm ăn tinh tế như té ghế. Sao giống như mình coi múc quan vậy trời. Mở miệng thử quá, tao chờ hồi hết rồi đó. Dạ dạ. Cái gì vậy? Nó bự mà muốn uống lên đi. Quyết em đừng ăn gì nó phỏng. Có mấy con Quyết nó trong nó có. Em nói gì nữa, vô tới bao tử rồi. Em dần mua lửa mà. Quyết ăn như xương xăm một lũ vậy trời. Nó gọi là em thấy là. Sao nuốt chậm? Tại vì ăn nó nhai nó bị dính răng. Thử phải làm chín. Rất ngon mình ơi. Ăn đi mình. Không mập đẹp không. Chứ không tôm thì tôi không có mở được cái miệng ăn bánh tôm đâu. Đừng có ngại, tôi nói thiệt, ăn cứ thoải mái đi. Ai trong đời mà không phải ăn trứng cút nha. Cái đó mà trứng cút chẳng ăn. Được, được, phải nhai được. Rớt vô trong áo một cái vậy. Rồi, dúng coi đừng có dính nha. Đúng rồi. Ê, nhả đôi đũa ra, đừng có nhai đôi đũa, nhả đôi đũa ra. Đúng rồi. Giành vai chính với Trấn Thành nhưng lại ra yêu sách với đoàn phim. Trong cái dàn này thấy lại có cái gì chính ngon. Mà em cũng gọi là lạng qua lạng lợi, em cũng gọi là tạo cái điểm nhấn bằng cách là chụp hình đồ hình đẹp trai cũng như là nam thần ở trên Facebook. Nhưng mà thật sự là anh không có quan tâm tới. Nói chung là nó bị xích mích lắm. Đối với độ hot ở thời điểm hiện tại, ai làm lại Dương Lâm Đồng Nai nữa? Như sự nghiệp đóng phim của anh chàng thì không mấy khả quan khi mới được lần thứ hai đóng phim. Má tới đây cũng đẹp không? Con thì xuất sắc nhờ. Tham gia vào bộ phim của Trấn Thành chiếu vào dịp Tết năm 2023. Tưởng đâu được đóng phim thì Lê Dương Bảo Lâm sẽ khác. Nhưng ai có dè chứ gì đã bị ekip bóc phốt. Theo đó Dương Lâm cho biết, vốn dĩ anh đã có cơ hội vào vai chính nếu Trấn Thành chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn và không tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, vì Trấn Thành rất phù hợp với vai nam chính nên anh đã được ekip khuyến khích nhận vai. Điều này khiến Dương Lâm cảm thấy tiếc nuối vì anh rất thích tạo hình nhân vật chính trong phim Nhà Bà Nữ. Nhưng mà khi mà em làm việc trên Trấn Thành là em phải order một cái dạng gọi là thực phẩm như là cái thuốc bình tĩnh và một cái loại nước uống kèm là nước cam lồ, là lúc nào anh Thành cũng thấy em nhấp liên tục trên đó, cũng như là em tập trung 24/24 lúc đó vợ em mới đẻ nữa. Trước những lời than thở của Dương Lâm, Trấn Thành đã nhờ ekip vạch trần sự thật. Theo đó, ekip của Nhà Bà Nữ cho biết nam diễn viên chỉ sắp xếp được khoảng thời gian hơn 3 ngày để nhận vai, do đó việc anh muốn đảm nhận vai chính là điều bất khả thi vì bộ phim cần phải có khoảng thời gian dài ngày để hoàn thành, nên Dương Lâm chỉ có thể đóng vai phụ nước hai, không thể xoán ngôi được Trấn Thành. Bóc phốt Lâm nữa xin, nó đâu có cho mình lịch. Mình vẽ ra quá trời cho Lâm luôn á mà không cho lịch. Phim điện ảnh mà cho có 3 ngày rưỡi rồi quý vị, sao mà đóng. Có 3 ngày rưỡi thôi, nguyên đoàn phim của em 130 người mà theo lịch của Lê Dương Bảo Lâm đó quý vị. Không có nào. Nói chi 3 ngày cho bị giặt mặt. Chưa kể được đạo diễn phim mời ăn bánh canh cua vỉa hè đắt nhất Sài Gòn thì ăn giữa kẻ đồ đi, nhưng không. Đúng rồi không, tinh tế không. Ăn bằng mắt trước nè, ăn bằng mắt trước. Sao ăn mà bị xỉa số vậy, em ăn được ở Lâm hay vậy ta? Ăn được chưa, được hết chứ anh. Sao giống như mình coi múc quan vậy trời. Mở miệng thử quá, tao chờ hồi hết rồi đó. Dạ dạ. Đã vậy cái nết ăn cũng hay trai dẻ. Có nhà báo thì đòi ăn giữa tinh tế, nét điện ảnh. Ăn phải đủ 3 bước, bằng mắt, bằng mũi rồi mới đến miệng. Hết nhà báo thì cái miệng xe SSL hoạt động hết công suất. Ví dụ bình thường là phải dè ha. Nhưng mà không có báo chí là phải khác. Kêu không hề không được. Không, ý là mình phải diễn hai cái. Ví dụ không có báo chí thì mình sẽ. Ủa mà họ đang có gói mang về không anh Lâm? Được không? Có. Báo chí là nhẹ thôi. Nhớ lại hồi 10 năm trước lần đầu được đóng phim, anh chàng còn bị vào vai trai bao. Theo lời Lê Dương Bảo Lâm, trong phim có cảnh hai cậu con trai hôn môi nhau, nhưng không diễn viên quần chúng nào dám nhận đóng. Đạo diễn phim mới bảo ai dám hôn môi thì cho 200.000 đồng. Nam diễn viên lập tức xung phong đóng cảnh hôn đồng tính đó để lấy 200.000 đồng. Ngày xưa nói về đi quần chúng ai đi lại mình, chỗ nào có diễn viên chính đứng là mon men lại gần để lên hình. Một đêm mình đứng 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng là 200.000 vì là phim điện ảnh. Ngày xưa đi quần chúng mà tướng ngon ghê, đố mọi người làm đâu. Lê Dương Bảo Lâm đã khoe lại đoạn clip lần đầu đóng quảng cáo quanh 10 năm trước. Có thể thấy trong clip, Lê Dương Bảo Lâm có diễn xuất khá tự nhiên và làm tròn vai của mình. Anh chàng cũng không ngần ngại đóng những cảnh tình tứ thân mật với bạn diễn. Nam diễn viên cũng tiết lộ rằng buổi đóng quảng cáo đó anh chỉ nhận được 800.000 đồng. Sau nhiều cố gắng, Lê Dương Bảo Lâm đã tỏa sáng và trở thành một trong những cái tên cực hot trong làng giải trí Việt. Qua thời nghèo khó, giờ đây nam diễn viên có cuộc sống giàu có sung túc và sẵn sàng chi tiền khủng để vợ con được đủ đầy. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.